cầm tiền lãm này rồi quay đầu đây. Vào một khu đô thị đẳng cấp nhất Thanh Hóa này. Các bạn đang đến tham quan một khu mặt bằng 199 Đông Hải. Mặt bằng 199 Đông Hải. Một trong những khu đô thị là đẹp nhất, đẳng cấp nhất ở thời điểm hiện tại ở thành phố Thanh Hóa, đường che đường này. Và chúng ta đi vào đây là bắt đầu từ đường Tránh Thành Phố, ủy ban đến công sở phường Đông Hải này. Dần vào qua một khu dân cư cũ. Chúng ta thấy không gian nó rất mỡ và rất thoáng đãng. Ở đây là có một ngôi chùa rất chi là an bình. Đây là chùa Đồng Lễ, Đồng Lễ trường, đây là quay được cái cổng trường. Đây là chúng ta đi qua trường trung học cơ sở Đông Hải. Đông Hải. Đang bắt đầu chuẩn bị vừa săn lấp để vừa cào để lát gạch vỉa hè và trồng cây. Chúng ta đi vào đây. Đây mới là rìa của mặt bằng 199 Đông Hải nhưng đã xuất hiện được các tòa nhà biệt thự. Đi sâu ở trong đây, đi sâu. Các tòa nhà biệt thự rất nhiều. Ở đây được đánh giá là một nơi rất đáng sống của thành phố Thanh Hóa, với thiết kế rất hợp lý và đem đến tích hợp nhiều tiện ích sau này. Đây, chúng ta đang đi phía bên kia là đại lộ Nam Sông Mã và chúng ta đang đi vào khu các khu nhà của biệt thự rất to. Hướng trên thẳng đường này là sẽ nối với đại lộ AH1 và chỗ kia là công sở mới của bên Vincom xây. Cây nó ươm đâu mà để trồng. Cây nó ươm mấy triệu rồi đấy. Chỗ đây cũng xứng đáng. Đây.
đến tận kia quay về nhá. Tiến độ đang rất nhanh. Đây nhà chủ có ở đây, chủ đến nhà này. Đẹp, ồ đẹp đẹp. Ở đây là bóng quanh đây là cài đặt đi.
dung lượng nó hết. Cái đất vẫn còn đáy đây, chắc là nó lại ít hết hay ạ? Còn đây là... lô mỗi lô 700 mét rồi, 700 mét hơn cả nghìn. Gần dưới không phải là dưới dầu gọi là siêu dầu. Quay lên thì tạm biệt.